Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Toán Thầy Tín BMT. Thầy cho chúng ta cùng ôn tập giữa học kỳ 1 toán lớp 8 nha các em, năm học 2023-2024 nhé. Chúng ta cùng đến với cái đề bài. Sao thầy xuyên qua được cái đề luôn hay vậy? Thế nó mới hay. Rồi mình cùng làm trắc nghiệm nha. Rồi câu 1, biểu thức nào sau đây là đơn thức? Chọn. Ừ. Đơn thức là mục tích của số đề và này. Các biến nhá. Đáp án nào? Câu đề. Rồi. Tiếp tục câu 2. Đa thức này là đa thức bậc mấy? Bậc thì ta sẽ lấy bậc của đơn thức, là ta lấy cái bậc cao nhất của từng đơn thức, thì cái bậc cao nhất chính là bậc của cái đa thức nhé. Chọn đáp án nào? 8 này. Hả? C thôi. Tào lao. Cái này Ô. bậc 2 cộng cho 7 thì thành bậc 9. Vậy ta chọn bậc 9 nhé, chưa? Ok chưa? Rồi, câu 3 cho thầy luôn đi. Cái này dùng Casio bấm thôi nhá. Lấy Casio ra bấm, xong bấm xe LC cho thầy. Bây giờ mình nhập vào này, mình nhập cái đa thức là 2x bình y. Còn máy em là em bấm alpha x đó, cộng cho 3 x y bình trừ cho 2 y bình x. Được chưa? Cộng cho 3, xong ta bấm CLC này, máy nó sẽ hỏi là x bằng bao nhiêu thì nhập là trừ 2 phần 3. Bấm bằng cái, xong nó hỏi y bằng bao nhiêu thì nhập 1 phần 2 vô. Bấm bằng. Thì ra giá trị là 59 phần 18. À, coi thử nó có bị sai gì nào. 2 x bình y cộng cho 3 x y bình trừ cho 2 y x bình. À, thiếu một cái nè. Chỗ này thiếu một cái là trừ cho 2 y x bình, nhập đủ nha. Rồi bấm bằng. Vậy nó ra 17 phần 6 này, thấy không? Nhìn ra chưa? Cái này. Lấy máy tính nó bấm đây. Rồi, tiếp tục câu số 4. Đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức? Có nghĩa là vế trái bằng vế phải đấy. À, câu C này. Ok. Rồi điền câu 5 luôn cho thầy đi. 2 này, 4 4 4. Đúng rồi, 4 chính là 16. Đúng rồi, 4 chính là 2 mũ 2. Vậy 4 đâu đúng. 16 16. Này phải bằng 16 nhá, 16 chính là 4 mũ 2 nè. Được chưa? Thì 4 mũ 2 thì nó ra hằng đẳng thức là x trừ 4 nhân với x cộng 4. Rồi. Tiếp tục câu số 6. Gì? A là đa thức có bậc bằng 1 là sao vậy? Thì mình phân tích cái này ra hằng đẳng thức đi. À, phân tích ra hằng đẳng thức, phân tích làm sao? X mũ 3 cộng 5 mũ 3. 125 là chính là bằng gì? 5 mũ 3. X mũ 3 cộng cho bao nhiêu mũ mấy? 5 mũ 3. 5 mũ 3 bằng viết hằng đẳng thức ra thôi. Nhân với gì đây? X bình trừ x nhân với lại 5 x cộng với lại 5. Thì em thấy đây nó có dạng là a nhân với b này, hiểu chưa? A là bậc 1 thì chắc chắn là a chính là x cộng 5, hiểu chưa? Đa thức bậc 1, hiểu chưa? Ok, vậy thì b chính là phần còn lại này, hình dung ra được chưa? Ok, vậy thì chọn đáp án nào? Đáp án này B đọc này không thấy à? Đáp án A chứ sao lại B? Đấy, A nhân với B thì B chính là phần bên này nè. Sao vậy? Được chưa? Yeah. Ok. Ở thấy chưa? Mấy cái này nó chỉ thay đổi cách hỏi là thấy hơi phân vân rồi đấy không? Rồi câu số 7, phân thức A phần B bằng C phần D thì suy ra gì? Này nhắc biết rồi. AD bằng BC. Nhân chéo là AD bằng BC, BC đúng không? Vậy chọn đáp án nào? B. Ok. Rồi. Câu 7 chọn đáp án B nha. Rồi câu 8 chọn câu 7 chọn đáp án B. Rồi tiếp tục câu 8 chọn đáp án sai cho thầy đi. Đây chọn đáp án sai nha. Kết quả nào sau đây sai?
Ồ, mấy cái bài này phức tạp đó nhờ. Cái câu này em phải tính từng cái đáp án thôi. Cái nào ra đáp vế trái trừ vế phải mà nó khác không thì suy ra đó đáp án sai. Hiểu không? Hoặc là em tính vế À, trái xong nó bằng vế phải thì đó là đáp án đúng. Đó, bài này hơi khó đấy. Bây giờ mình làm từng ý thôi. Bây giờ làm ý A cho thầy đi. Bây giờ mình sẽ làm từng ý nha. Bây giờ tính toán cho thầy ý A với ý B trước đi nhỉ. Bài này đi thi là hơi tốn thời gian đấy. Rồi bây giờ tính ý A cho thầy đi. Cái này thì ta cũng có thể bấm máy tính thử nhé. 4 bình trừ 5 4x bình. lấy cái vế trái chứ vế phải có đường này Đúng rồi. Trừ 5z. Vậy không mình tính vế trái thôi. Không bây giờ thầy tính vế trái trước đi. à. Xong rồi thầy bày em bấm máy tính luôn. Bây giờ nó có chung mẫu rồi này. Thì mình là cộng cho 4x bình. Cộng 5z. Hiểu không? Trên cho 3xy bằng chỗ này là 4x bình cộng 4x bình là ra 8x bình này trừ 5z cộng 5z hết rồi trên cho 3xy rồi rút gọn bớt đi thì nó còn lại là 8x chia cho 3y hiểu chưa? Vậy cái này nó bằng vế phải này, vậy câu này là câu đúng hiểu không? Ok. Bấm máy tính để em Lấy lấy vế vế trái trái trừ trừ vế vế phải phải đúng là được. đây. Lấy vế trái trừ cho vế phải Đúng rồi, bằng cho không xy là thì giá lại trị đáp bất án kỳ đúng. thôi. Nhập vào máy tính đấy, lấy máy tính ra. Nhưng mấy bài này nó hơi phức tạp thì mình nhập nó hơi lâu. Nhập x cộng 3 cho thầy. Cứ bấm vào máy tính là x cộng 3 này. Phần x trừ y. Được chưa? Cộng cho x phần y trừ x. Trừ cho x trừ 3 phần x trừ y rồi trừ cho vế trái luôn à, trừ cho vế phải luôn là trừ x cộng 6 trên cho x trừ y thấy chưa nhập biểu thức vào này thấy chưa đó lấy vế trái Ok. trừ vế phải nha xong mình bấm CLC máy tính nó sẽ hỏi là x bằng bao nhiêu thì cho x là một giá trị bất kỳ y là một giá trị bất kỳ thì cho nó khác nhau đi chứ nếu mà em cho nó bằng nhau là bấm ra cái mẫu nó bị bằng không là nó sai ngay rồi bấm bằng thì nó ra bằng không này thấy không đó nếu mà làm mấy bài trắc nghiệm thì cứ lấy chắc đáp án đúng sai mình cứ cho x y là bất kỳ xong lấy vế trái trừ vế phải nó bằng không thì chứng tỏ cái biểu thức B là đúng hiểu không biểu thức A này mình tính là đúng rồi Ok. nè biểu thức B đây cũng đúng nè vậy thì mình thấy nè do là mình làm trắc nghiệm nha nên là mình sẽ nếu mà em bấm cái đáp án C nó rất là dài vậy mình đi bấm cái đáp án D D mà đúng thì chắc chắn còn lại C sai còn nếu mà D sai thì chọn luôn đáp án D hiểu cái cách làm chưa Ok. rồi bây giờ mình thử đáp án D này là 3 phần x cộng 3 rồi lấy máy tính bấm với thầy đi trừ cho x trừ 6 phần x bình cộng 3x trừ cho vế phải là trừ 2 phần x đó được chưa cho x là một giá trị bất kỳ nha nhớ là nếu mà mình bấm nó ví dụ như thầy cho x bằng trừ 3 đi thầy bấm CLC tại trừ 3 này nó bị lỗi máy tính nó hiện lỗi nè đó lỗi phép tính là do cái mẫu nó bằng không mất tiêu thì máy tính nó không bấm được vậy thì em thay x bằng một giá trị khác thôi bấm nút quay lại nè đó xong bấm CLC bây giờ đổi x bằng 5 đi đó thì nó cũng ra vế trái trừ vế phải bằng không nè vậy chứng tỏ là vế trái bằng vế phải vậy câu D nó cũng là đáp án đúng vậy thì theo cái phép tính loại trừ thì mình dễ dàng chọn được đáp án C chính là đáp án sai thì cái câu 8 ta sẽ chọn đáp án C đó, nó hơi lòng vòng đấy thì mình phải dùng máy tính làm cho nhanh tiết kiệm được thời gian được chưa hồi nãy giờ có bấm máy tính không vậy Có ok chỗ nào theo không kịp nhớ nói nha ok. đó do cái bài này dài quá thì thầy ưu tiên bày rồi em bấm máy tính nên cho nó nhanh rồi cái bài số 9 hình chóp tam giác đều không có đặc điểm nào Có đáy là hình tam giác đều. Câu B sai này. đúng rồi đáy của nó là hình tam giác đều nhá vậy chọn đáp án B luôn rồi câu số 10 cho cái hình bên đây là chóp tứ giác đều này
Trung đoạn của hình chóp tứ giác của trung đoạn là gì? Đoạn là cái đường cao của cái gì đó thôi, mặt bên đó thôi. Chọn đáp án B, trung đoạn chính là đường cao của cạnh bên. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau? Thì mình cứ bình phương hai cái cạnh nhỏ cộng lại với cái cạnh lớn thôi. Ví dụ là 15 bình phương với lại Đúng rồi, xong rồi lấy hai cái cạnh 8 nhỏ bình bình phương. phương cộng lại cho nhau. Thì nếu mà có cái định lý Pythagore đấy, thỏa mãn cái Pythagore thì suy ra đó là tam giác vuông. Được Bài chưa? bấm như thế nào? Vậy là vậy lấy 15 bình phương cộng cho 8 bình phương bằng 289. Bây giờ lấy 18 bình phương coi thử coi bằng 324. Vậy đáp án A là đáp án sai. Hiểu không? À, Tiếp tục. 5 bình này cộng cho 6 bình bằng 61, 8 bình là bằng 64. Vậy cái này cũng đúng sai luôn. rồi. Tiếp tục Obese, thử cái đúng này rồi. coi. Ok. 21 bình cộng cho 20 bình là bằng 841. 29 bình cũng bằng 841. Vậy thì bài này ta chọn đáp án B, đáp án đúng nhé. Rồi mình qua cái bài 12. Đó, bài 12 là hết phần trắc nghiệm đấy. Đỉnh đối nhau và sao vậy? Hai đỉnh đối nhau nè, nó nhìn nhau như thế này gọi là hai đỉnh đối nhau, ví dụ như A với C nè. Còn hai đỉnh cạnh nhau như A với D hoặc A với B là hai đỉnh cạnh nhau, hai đỉnh kề nhau đấy. Hai đỉnh đối nhau là A, C, B và D này. Đây khẳng định đúng nè. Đây yêu cầu là chọn cái khẳng định sai. Tứ giác này thì có hai đường chéo là đúng rồi. Các cạnh của tứ giác thì có bốn cạnh thôi, AB, BC, CD, DA. Vậy AC với BD là sai này. Hiểu không? AC với BD là đường chéo mà. Ok. Rồi câu A là hai đỉnh kề với đỉnh A là B với D là đúng rồi. Vậy cái bài này ta chọn đáp án D, đáp án đúng nhá. Được chưa? Ok. Bài này ta chọn đáp án D. Rồi, vậy ta đã xong cái phần trắc nghiệm đấy. Phần trắc nghiệm thì đi thi cố gắng làm nhanh nhanh đi. Rồi, bây giờ mình Nghiệm. đi. Này, phần tự luận thì nó sẽ gồm các câu trong thầy có gửi cái đề rồi đấy. Chia đa thức này. Câu thứ hai là phân tích đa thức thành nhân tử. Cái câu thứ ba là rút gọn, tìm x, tìm giá trị x để a bằng này, rồi tìm x để cái này có giá trị nguyên. Cái câu này hơi khó này nhưng mà thầy sẽ giải hết luôn. Còn cái câu số 4 là bài toán thực tế. Câu số 5 là tính số đo góc và dùng áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông. Còn câu số 6 là nó cho một cái biểu thức và nó yêu cầu tính giá trị của một cái biểu thức M. Chúng ta cùng giải từng cái bài cụ thể nhé. Là bằng 2 ốc bằng 1 Thấy chưa? Dương mà chia cho âm thì phải ra âm hay chưa? trừ một ít à, là trừ ít bình luôn à, Rồi. trừ với lại dương chi Trừ dương chia trừ là thành cộng. với lại hai hai hết rồi Y bình. hai Em viết ra từng cái như thế này nè. 8x bình y bình chia cho trừ 4x bình thì cái này rút gọn nè. Dấu trừ với dấu trừ rút gọn nè, 8 chia 4 là còn lại 2, vậy là 2 y bình. Hiểu chưa? Rồi, tiếp tục. trừ 3 Ok. trừ 3 với lại trừ 3 x mũ 3 đi. Rồi, đây là câu A. Tiếp tục câu B. Mấy cái bài này đi thi không được để mất điểm đấy chứ. Nhân ngược kiểu lại luôn rồi. Có thu gọn biểu thức mà thì mình phải nhân ngược vô lại để tí nữa mình rút gọn chứ, để À, mình tìm bằng ra cái đơn thức nào đồng dạng để mình rút gọn chứ. x mũ 3 là x bình y bình, x mũ 3 Mũ trừ x bình y x bình mũ 3. trừ x bình y bình Ok. trừ với lại x y Ok. trừ x bình y bình. Sai. Trừ này mình phải lấy dấu của nó là trừ nhân với trừ nè. X bình y bình Thấy không? Dễ bị sai chưa? trừ x mũ 3. Rồi thì cái đơn thức nào có dạng đồng dạng thì ta giữ nguyên phần biến lấy hệ số cộng lại với nhau. X mũ 3 trừ x mũ 3 thì hết rồi nè. Được chưa? Trừ x bình y bình cộng x bình y bình có phải hết luôn chưa? Chưa ít đi hả? Rồi thì nó đáp án nó còn lại là trừ x y thôi. Được chưa? Còn đi thi để cho chắc thì em có thể là lấy cái ban đầu nè. Lấy cái đề nhá. Trừ cho cái đáp án đã thu gọn, xong bấm CLC tại một giá trị x y bất kỳ, nó ra được số 0 là chứng tỏ mình thu gọn đúng. Được chưa?
hiểu không em? Ok. Rồi tiếp tục đi, ta qua câu số 2. Rồi câu 2 là câu phân tích đã thức thành nhân tử nha. Lưu ý đây ta nhận thấy này, câu A nhá, cái này có 2 trừ y, cái chỗ này có y trừ 2x trừ y, chỗ này có y trừ 2x, thì ta làm sao? Bộ dấu Bỏ dấu. cộng Và sỏi chỗ này ta thấy nè, đây có x nè, được chưa? Đây cũng có x nè. Vậy thì mình tập cái thói quen là mình viết ra đi. Mình viết những cái hạng tử giống nhau ra đi cái đã. 10 thì viết ra thành là 2 nè, nhân với x, nhân với 2x trừ y, thì nó còn lại có phải là 5x không? 2x nhân với 5x ra 10x bình nè. Rồi nhân với 2x trừ cho y, được chưa? Tiếp tục cộng cho 6 thì em thấy nó có chia hết cho 2 không? Thì thầy tách ra thành là 2x nhân với 3y nhân với y trừ 2x, thì thầy viết ra là 2x trừ y để dấu trừ đằng trước, hiểu không? Bởi vì ta có là a trừ b thì nó sẽ bằng là trừ cho b trừ a. Vậy thì thầy đổi ngược nó lại thì đưa dấu trừ ra ngoài, hiểu chưa? Ok. Vậy thì cái này mình đặt cái gì làm nhân tử chung? Lấy 2x trừ 2x trừ y là 1. Hiểu cái gì nữa? Có cái gì chung là đặt ra hết. hết. Ok, được chưa? Vậy còn lại cái gì? Còn bạn 5x với 3. Đúng rồi, thì nó ra một cái dạng này, tích 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 này, thì đó, đây chính là phân tích đa thức thành nhân tử rồi đó. Rồi bây giờ chép lại bằng máy tính cho thầy đi, tập cho quen. Rồi bấm vào 10 x bình này, bấm lại cái đa thức ban đầu nha. 2x trừ y, lúc nào cũng phải thử lại hết nghe chưa. Rồi cộng cho 6 x y nhân với y trừ 2x. Đó, xong mình trừ cái biểu thức cuối đây, mình trừ cái biểu thức cuối ở đây. Mình sẽ trừ do hai cái bằng nhau mà, thì mình trừ cho nhau phải bằng không. Còn trừ khác không thì phải coi lại, chắc chắn là mình bị biến đổi sai chỗ nào đó. Buộc là phải làm cách này nữa rồi. Hả? Buộc là phải làm cách này nữa Đúng rồi, buộc phải thử lại. Bởi vì rồi. lỡ mai em làm cậu thả em bị sai một dấu là đâu có đúng được. Ý là cái phân tích đa thức thành nhân tử là buộc phải đưa như vậy ra ngoài. Ừ, nó có dạng đặt được nhân tử chung thì mình đừng có nhân vào, em nhân vào phá ra tí nữa nó mất công lắm, nó ra cái biểu thức phức tạp xong là khó làm hơn nữa. Còn ở đây nó có các cái nhân tử giống nhau rồi thì mình viết ra luôn để mình nhận thấy được cái nào chung thì mình đặt ra chung, hiểu chưa? Chứ nếu mà em nhân phá ra là nó rất là phức tạp ấy. Rồi thầy lấy vế trái này, trừ thầy lấy cái ban đầu này, trừ cho cái đáp án này, xong CALC tại hai giá trị bất kỳ thôi. Đó cho x bằng 5. Đấy, thấy chưa, nó bằng không này, CALC này, nó hiện x bằng 5 này, bấm nút xuống thì nó hiện y đang lưu bằng 2 này. Bằng bao nhiêu cũng được, miễn sao nó ra cái đáp án phải là số 0 là ok. Chứng tỏ là mình đang phân tích đa thức thành nhân tử là đúng rồi đấy. Ok chưa? Rồi tiếp tục câu B. Rồi đọc cách làm đi. Lại cũng đây là Cái này thầy bày làm sao? Có x bình nè, có y bình mà nó trái dấu nhau thì cái nào có dấu trừ bỏ riêng ra ngoài đi. Vậy nhận thấy được cái ba cái này là cái gì không? Ba cái đầu tiên đấy. thức này. Rồi nhóm nó lại trong ngoặc trước một bước đi. Trừ một Nhớ là em bỏ vào trong ngoặc thì khi mình phá dấu ngoặc nó phải bằng biểu thức ban đầu, là chứng tỏ mình phá dấu ngoặc đúng. Rồi và cái này nó bằng cái gì? x x trừ một tất cả bình trừ y bình. Rồi đây ra hàng đẳng thức là a bình trừ b bình này, vậy nó bằng, Bằng x trừ một trừ y nhân với x cộng một nhớ để trong dấu ngoặc nha. x trừ một cộng.
cứ bỏ trong dấu ngoặc đi, nó hơi mất công một tí nhưng mà nó cẩn thận cho chắc. Không phải là ít chưa bộ phòng y đâu như thế Vậy ra được x trừ y trừ 1 nhân với x cộng y trừ 1. Được chưa? ok. Rồi lấy cái biểu thức này trừ cho cái biểu thức sau đây. Coi thử đúng chưa? Đúng rồi này ơi. Đúng rồi, ok. Rồi câu C nó có dạng là AX bình cộng cho BX cộng C này. Thì thầy bày rồi đó. Tách cái ở giữa ra. Ít bình Bây giờ mình sẽ tách nè. Tách cái ở giữa ra chứ. -6 -2 Trừ 6 trừ 2. -6 ít -2 Ok. Cái tách này ổn chưa? thôi này. Rồi, ok. Đó, còn chưa ổn thì có thể xem lại cái đường link thầy để ngay trên nha. Được chưa? Đó, thầy hồi thầy gửi lại cái phần này cho. Cứ phân tích cái dạng mà bậc hai như thế này thì có cái cách tách cái ở giữa ra đấy. Các bạn cái gì nữa đây? Bây giờ mình bắt đầu nhóm hàng tử lại. Nhóm cặp đầu tiên bắt đầu tập đưa vào ngoặc trước đi. Bây giờ đưa vào ngoặc đi. Gửi lại sáu bóng mất bóng sáu trừ sáu Rồi ok, khi mình phá ngoặc thì đổi dấu bên trong ra cộng 12 trừ 6x là đúng rồi này. Rồi, bây giờ bắt đầu đặt nhân tử chung đi. Đặt x ra thì còn lại. nhân ít trừ hai Rồi, cái này trừ đặt số 6 ra. x sáu ít trừ hai Rồi, vậy có x trừ 2 chung rồi, đặt x trừ 2 ra làm nhân tử chung tiếp. Còn lại. chữ sáu ít chữ Còn lại sáu bao nhiêu? ít chữ sáu Ok. Vậy đây chính là đáp án cuối cùng. Vậy mình đã giải quyết xong câu thứ hai là phân tích đa thức thành nhân tử rồi đấy. Đầu bên tiên muốn làm mấy cái này rút gọn cho tốt thì đầu tiên là bài toán à. người ta cho có tập xác định rồi, có điều kiện rồi thì không cần, chứ nếu mà người ta chưa cho điều kiện thì mình phải tự tìm điều kiện đấy chứ. Rồi còn cái này, bây giờ mình phải phân tích từng cái ra thành nhân tử cái đã. X trừ x bình trừ 9 này. Vậy bây giờ ta có A nó sẽ bằng. Phân tích cái x bình trừ 9 ra thì bằng gì? X bình trừ 9 là bằng x bình trừ 3 cả mình X trừ 3 chứ x bình trừ 3. x Rồi cái tử viết lại là x cộng 15 đó cộng cho 2 hai phần x cộng 3. Vậy mình dự đoán cái mẫu chung là cái gì? trừ 3 cộng x Hả? nhân x 3 x trừ 3 nhân x 3 X trừ 3 nhân x cộng 3 đúng không? đó. Vậy thì cái phân thức thứ hai này mình phải như thế nào? Nhân vào Nhân cả tử lần mẫu cho cái gì? x trừ 3 Đúng rồi. Để nó ra mẫu chung. Rồi. Bằng gì? Lấy hai tử cộng lại cho nhau đi. Nhân vào luôn này là 2x nè, trừ trừ 6. Trên cho x trừ 3 nhân với x cộng 3. Được chưa? Rồi mà cái này mình tính riêng ở ngoài đi. Là x cộng 2x là bằng 3x nè. 15 trừ 6 là ra 9 nè. Vậy thầy đặt 3 làm nhân tử chung thì nó còn lại là x cộng 3. Ok chưa? Vậy cái tử mình viết lại là bằng 3 nhân với x cộng 3 này. Trên cho x trừ 3 nhân với x cộng 3. Vậy x cộng 3 với x cộng 3 rút gọn đi. Thì nó còn lại là 3 trên cho. Chữ ba Thì đây chính là đáp án cuối cùng. Được chưa? Rồi vậy để biết mình có đúng hay không thì lại dùng Casio. Đó, tập cho thầy cái thói quen đó. Mình được dùng Casio rồi mình cứ dùng Casio để chép lại nghiệm cho thầy đi. Mình lấy biểu thức ban đầu trừ cho cái biểu thức cuối, bởi vì là A nó bằng nhau mà. Thì nó bằng cái bên này thì suy ra A trừ cho cái này phải bằng không. Vậy nhập lại cái biểu thức ban đầu là x cộng cho 15 phần x bình phương trừ 9 cộng cho 2 phần x cộng 3.
Đấy, tập cho thầy cái thói quen như vậy. Đây là chính là A này. Bây giờ mình trừ cho 3 phần x trừ 3. Đó, xong bấm xe là xe đạt một giá trị x bất kỳ. Nhớ là mình khác cộng trừ 3 nhé, thì cho x bằng 4 đi. Vậy nó bằng 0, chứng tỏ là mình rút gọn đúng. Được chưa? Ok. Hiểu không? Ok. Rồi. Tiếp tục đến câu B. Câu B thì sẽ dùng luôn cái đáp án của câu A nhé. Đó, để câu B thì luôn luôn dùng luôn đáp án của câu A nha. Ta có này, tìm x để A có giá trị bằng 1 phần 2. Thì mình ghi là để A bằng trừ 1 phần 2. Thì mình thế A vô. A là mình thế cái lúc đã rút gọn này, chứ đừng có thế với cái biểu thức ban đầu hay chưa. Rồi, A thì thay chính là bằng 3 phần x trừ 3 bằng trừ 1 phần 2. Để giải cái này học chưa? Rồi. Trừ 1 phần 2 chính là trừ 1 trên cho 2 nè. Cái này là phân thức. Đấy. Nó cái dạng hồi lúc nãy nè. A trên B bằng C trên D rồi nè. Vậy thì từ đó ta suy ra được điều gì? Đúng rồi. Suy ra được là 3 nhân với 2 nè. Trên cho bằng x trừ 3 nhân trừ 1. Đúng rồi. X trừ 3 nhân trừ 1 thì có dấu trừ đằng trước. Rồi, tương đương với 6 bằng trừ x cộng 3. Vậy cái này suy ra x bằng nhiêu? X là bằng trừ x. Muốn tìm x thì mình muốn tìm x thì đây trừ x chuyển qua vế trái đấy là ra x nè. X bằng 9 nè. Tào lao. Ồ. Số 6 chuyển qua bên này là thành trừ À. 6 này. Vế x bằng nhiêu? Trừ 9. 3 trừ 6 mà ra trừ 9. Chiều 3. Thấy chưa? Mà điều kiện là x phải khác cộng trừ 3 nên nó sẽ không thỏa mãn điều kiện xác định. Vậy thì ta kết luận là không tồn tại x để A có giá trị bằng trừ 1 phần 3. Rồi chúng ta tiếp tục xử lý câu C nhé. Thì tìm số tự nhiên x để A có giá trị nguyên thì ta sẽ tận dụng lại cái câu A là A nó sẽ bằng 3 phần x trừ 3 đó. Thì để cái này nguyên thì ta thấy là cái mẫu bắt buộc phải là cái ước của số 3. Thì 3 chia cho ước của nó mới ra được một số nguyên này. Được chưa nào? Vậy thì ta ghi câu C để A có giá trị nguyên 3 phần x trừ 3 này. Vậy là số nguyên hay nói khác là thuộc Z, tức là x trừ 3 phải thuộc vào cái ước của số 3. Mà ta có ước của 3 chính là một cái tập hợp gồm cộng trừ 1 này và cộng trừ 3. Đấy, đây là ước của 3. Vậy thì ta lập cái bảng đi. Ta có bảng. Bây giờ thầy sẽ lập hai hàng. Một hàng là x trừ 3 này. Thì một hàng là x. Giả sử x trừ 3 là ước của 3 đúng không? Vậy thì thầy đầu tiên sẽ cho x trừ 3 bằng trừ 3. Vậy lúc này ta có này, ta cứ giải phương trình thôi. Hoặc là cho x trừ 3 bằng trừ 1. X trừ 3 bằng 1. Và x trừ 3 bằng 3. Ta có giải từng cái phương trình thôi. X trừ 3 bằng 3 này. Bằng trừ 3 này. Thì chuyển vế qua suy ra x bằng 0 này. Đấy, tương tự x trừ 3 bằng trừ 1. Thì chuyển trừ 3 qua vế phải là x bằng 2. X trừ 3 bằng 1 thì suy ra x bằng 4. X trừ 3 bằng 3 thì suy ra x nó sẽ bằng 6. Đấy, vậy thì ta có cái bảng. Thì ta ghi các giá trị x thỏa mãn điều kiện. X khác này, cộng trừ 3. Mấy cái này đều thỏa mãn điều kiện là x khác cộng trừ 3 rồi nhé. Và đề bài yêu cầu x là số tự nhiên nhé. Vậy thì ta kết luận là x nó sẽ thuộc vào cái tập hợp là 0, 2, 4 hoặc 6. Đấy. Để thử lại thì ta bấm lại cái biểu thức ban đầu hoặc là bấm lại cái biểu thức là 3 phần x trừ 3 xong ta CALC tại x bằng 0, x bằng 2, x bằng 4, x bằng 6 thì nó sẽ ra được A đều là số nguyên nhé. Kết luận, vậy x thuộc tập hợp 0, 2, 4, 6 Thì A. có giá trị nguyên. Chúng ta cùng đến với câu số 4 là một bài toán thực tế là tính thể tích của cái bảo tàng Louvre.
có hình dạng là một kim tự tháp ở Paris và có số đo như đề bài đã cho. Công thức là gì em quên mất rồi vậy? Diện tích đáy nhân với 1 phần 3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Chính là bằng cạnh bình phương, ở đây chính là bằng 34 bình phương. Được chưa? Bằng nhiêu? Ba tư bình mười một một năm sáu Nhớ là mét vuông nhé. ừ. Rồi vậy suy ra là thể tích tháp. Vậy là bằng Vậy tháp bằng 1 một phần phần 3. ba nè, tích đáy nè, nhân với chiều cao nè. Là Dễ không? Mấy cái này mà quên công thức là không được đâu nha. Rồi, nhân lấy máy tính bấm đi. 24 bằng 8092. 8092 đúng không ạ? Rồi nó bảo là hỏi nếu sử dụng loại gạch hình vuông này có cạnh bằng 60 cm để lót sàn thì cần bao nhiêu viên gạch? Biết diện tích của các đường rãnh giữa các viên gạch lót sàn là 156 mét vuông. Và 34. Được chưa? Thì giả sử giữa các viên gạch này em nhìn giống cái đường chỉ của cái bảng này. Đó thì giữa các viên gạch thì nó sẽ có một cái khoảng hở này. Thấy không? rồi. Thì cái phần mà diện tích của cái phần đen đen mà cái khoảng hở đó là tổng là 156 mét vuông. Hiểu không? Có nghĩa là nó lót mà chắc là nó hở hơi nhiều đấy. Thì kệ nó, mình phải tính cái diện tích của nó này. Và diện tích sàn là bao nhiêu? Diện tích đáy có phải là 1.556 mét vuông không? Đúng rồi. 156 mét vuông không? Vậy thì từ đó ta có suy ra được là diện tích gạch lót sàn. Thì có phải diện tích gạch thì có phải sẽ lấy diện tích của cả cái sàn trừ cho cái phần diện tích đen đen không? Chính là phần rãnh của giữa các viên gạch này. Hiểu không em? Vậy thì nó sẽ bằng là 1.156 trừ cho phần diện tích rãnh, chính là bằng 1.000. Được chưa? Được không? Được Mà một viên gạch á, giả sử nó có nhiều viên gạch vuông ở trong này nha, nó có vô số viên gạch vuông á, có vô số viên nha, không biết là bao nhiêu viên đâu. Đấy, thì một viên, bây giờ mình có diện tích của tổng viên gạch rồi, vậy mình chỉ cần tính cho thầy diện tích của một viên thôi. Xong lấy diện tích này chia cho diện tích một viên là ra được số viên. Ok. Mình ghi là diện tích một viên gạch. Đi thi thì nhớ ghi lời giải cho nó đàng hoàng nha. Nhớ là đổi ra cùng đơn vị hết nhá. Bằng 60 cm là bằng bao nhiêu mét? 0,6 Đúng rồi, và diện tích một viên gạch chính là bằng 0,6 bình phương, nó sẽ bằng 0,36. Được chưa? mét. Vậy từ đó ta suy ra là số gạch cần dùng. Ta lấy diện tích gạch lót sàn chia cho diện tích của một viên gạch. 2.777,78. Rồi, thì mình phải làm tròn lên. Là phải 8 mà thôi. Rồi mình phải làm tròn lên nhá. Được chưa? Sắp Vậy là xấp xỉ bao nhiêu? Hai xỉ ngàn 2.777 bảy mươi phẩy tám viên. Được chưa? có này. Rồi. Vậy là mình giải xong bài 4 rồi đó. Chỗ này ok rồi chứ? Ok. Ôi chết. Chúng ta vòng qua đến câu số 5. Rồi ta xử lý câu A là cho cái tứ giác ABCD có góc C, góc D, rồi A trừ B bằng 10, tính số đo góc A. Thì ta có là tổng 4 góc trong một tứ giác thì bằng 360 độ. Thì ta có là góc A cộng cho góc B cộng cho góc C cộng cho góc D thì bằng 360 độ nhé. Vậy từ đó ta suy ra được là góc A cộng cho góc B nó sẽ bằng 360 độ trừ cho góc C cộng góc D. Thì chỗ này nó sẽ bằng tương đương được với là góc A cộng góc B này, bằng 360 độ trừ cho
60 cộng cho 80 là bằng bao nhiêu đây? Là bằng 220 nhé. Mà ta có là góc A lại trừ cho góc B lại bằng 10 độ nhé. Vậy thì ta ký hiệu đây là phương trình 1 nè. Đây là phương trình 2. Vậy thì ta muốn tìm A thì ta phải lấy này. Lấy vế trái. Lấy phương trình 1 cộng cho phương trình 2 vế theo vế này. Thì ta ghi là lấy 1 cộng cho 2 vế theo vế. Thì ta sẽ được là vế trái cộng với vế trái này. Thì ra được là A cộng cho B cộng cho A trừ cho B này. Đấy. Thì nó sẽ bằng vế phải cộng cho vế phải là 220 cộng cho 10. Vậy thì ta thấy B trừ cho B là hết rồi nè. Vậy thì nó sẽ ra được là 2 lần góc A này. Nó sẽ bằng là 210. 220 cộng cho 10 là 230 độ. Vậy từ đó ta dễ dàng suy ra được số đo của góc A. Vậy ta suy ra được là số đo của góc A thì nó sẽ bằng 230 chia cho 2. Thì nó sẽ ra được là 115 độ nhé các em. Thì đây chính là đáp án cuối cùng của câu A nhé. Thầy trò chúng ta cùng qua câu B nào. Câu B là tính chiều dài của cái đường trượt AC này trong hình này. Đấy. Vậy ta có là AH là bằng 3 mét. AB bằng 5 mét. Vậy thì ta sẽ áp dụng định lý Pythagore để ta tính ra được cái đoạn HB nè các em này. Mình đi tính HB trước nhé. Sau khi mình tính được HB thì có BC mình sẽ tính được HC. Từ đó mình lại áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông AHC mình sẽ dễ dàng tính được AC. Các em thấy được cái hướng đi chưa? Vậy thì ta sẽ áp dụng định lý Pythagore cho tam giác vuông là AHC, AHB vuông tại H nhé. Đấy. Vậy thì ta có được là HB bình á, cộng cho HA bình thì nó sẽ bằng AB bình. Vậy từ đó suy ra được là HB bình nó sẽ bằng AB bình trừ cho HA bình bằng 25 trừ cho 9 bằng 16. Vậy từ đó ta suy ra được là HB nó sẽ bằng căn của 16 đấy. HB bình phương thì bằng 16 thì suy ra HB sẽ bằng 4. Đơn vị ở đây là mét. Có HB rồi thì ta suy ra được là HC nó sẽ bằng là BC trừ cho HB. Vậy là bằng 10 trừ cho 4. Chính là bằng 6 mét. Rồi, có HC rồi thì ta lại áp dụng định lý Pythagore tiếp tục thôi. Lúc này ta áp dụng trong tam giác là AHC vuông tại H nhé. Thì ta có được là AC bình chính là cạnh huyền đó. Chính là độ dài của cái máng trượt ta cần tính đó. Chính là bằng AH bình cộng cho HC bình. Ở chỗ này nó sẽ bằng là 3 bình phương cộng cho 6 bình phương bằng 36 cộng 9 là bằng 45 này. Vậy từ đó ta suy ra được là AC chính là bằng căn của 45 nhé. Bấm vào máy tính là căn của 45 nhé. Bằng là 3 căn 5. Ta có thể làm tròn luôn. Nó là xấp xỉ 6,7 mét nhé. Vậy ta đã tính được độ dài của máng trượt AC rồi nha các em. Rồi chúng ta qua đến câu số 6 là câu khó nhất trong cái đề ôn tập giữa học kỳ 1 lần này. Chúng ta đến với câu số 6 là người ta cho một cái biểu thức liên hệ giữa x, y ở đây. Người ta yêu cầu là tính giá trị của biểu thức m bằng x cộng y mũ 2023, x trừ 2 mũ 2024, y cộng 1 mũ 2025. Vậy thì ta có từ cái biểu thức ban đầu chúng ta sẽ biến đổi. Ta sẽ nghĩ ngay đến hằng đẳng thức nhé. Hãy cố gắng. Ở đây ta thấy là có trừ 2x. Vậy thầy sẽ thử biến đổi này là 5x bình thì sẽ tách ra thành là 4x bình này. Còn một cái x bình thì đưa qua bên này. 5x bình thì sẽ tách thành 4x bình cộng x bình kết hợp với cái trừ 2x này. Đấy. Vậy số 2 thì số 2 ở đây thầy sẽ tách ra là số 1 cộng với số 1 đấy. Vậy thầy để ở đây. Tương tự cái 5y bình cũng y chang luôn thì sẽ tách ra thành là 4y bình này cộng cho 4y cộng cho y bình là thành 5y bình đấy. Kết hợp với cái trừ 2y. Cái số 2 ở đây ta tách ra thành 1 cộng 1 rồi nhé. Từ đây 1 cộng cho 1 này. Đấy. Vậy thì cộng 8 xy. Đấy. Vậy cái biểu thức ban đầu thầy sẽ vế trái thầy sẽ tách ra được như thế này. Thì ta có này. Chỗ này ta viết là đây là phương trình 1 đi. Thì ta có là từ phương trình 1 này. Nó sẽ tương đương với là 4x bình này. Cộng cho 4y bình. Cộng cho 8xy.
cộng cho x bình trừ 2x cộng cho 1. Ta để vào trong dấu ngoặc luôn nhé. Các em đã nhìn ra được cái hàm đẳng thức chưa? Y bình cộng cho trừ cho 2y cộng 1 bằng 0. Đấy, vế trái thì tách ra như vậy. Vậy thì các em thấy đây chính là một cái hàm đẳng thức này. Khi ta đặt 4 ra ngoài làm nhân tử chung này, thì nó còn lại là x bình cộng 2xy cộng cho y bình. Thì nó chính là hàm đẳng thức x cộng y tất cả bình này. Tiếp tục đây cũng là cái hàm đẳng thức x bình trừ 2 nhân với x nhân với 1 cộng cho 1 bình này. Thì nó chính là hàm đẳng thức x trừ 1 tất cả bình. Cộng cho, đây là một cái hàm đẳng thức y trừ cho 1 tất cả bình bằng 0. Mà ta có một cái hàm đẳng thức mà ta có là a bình mà cộng cho b bình cộng cho c bình, muốn nó bằng không, ta có là a bình luôn lớn hơn bằng không, b bình luôn lớn hơn bằng không, c bình luôn lớn hơn bằng không, mà muốn tổng của ba này bằng không thì chỉ có thể là yêu cầu là a bằng không và b bằng không và c bằng không. Chính vì lẽ đó từ cái bài này ta tương đương được với là cả ba cái đều bằng không nhé. Cái này luôn lớn hơn bằng không, cái này luôn lớn hơn bằng không, cái này luôn lớn hơn bằng không, mà cộng lại muốn bằng không thì cả ba cái phải đồng thời bằng không nhé. Vậy ta có là x cộng y bằng không này, x trừ 1 bằng không. À, cái này là dấu thỏa mãn đồng thời thì ta dùng ngoặc nhọn nhé. Y trừ 1 bằng không. Vậy thì từ đó ta suy ra là x bằng 1, y bằng 1. Và x cộng y bằng không. Có gì đó sai sai nhỉ? À, các em lưu ý chỗ này thầy bị nhầm dấu này. Đây là 2y. Là ra y bình, chỗ này cộng 2y nhé. Vậy thì ra đây y cộng 1 bằng 0 nhé các em. Vậy thì ta có là từ cái chỗ này ta tương đương được với là x nó sẽ bằng 1 và y nó sẽ bằng trừ 1 nhé. Thì x cộng y bằng 0. Rồi ok. Vậy từ cái giả thiết ban đầu thầy sẽ suy ra được cái này. Vậy ta thế vậy. Thế vào. Vậy m bằng. Ta thấy ở đây chính là x cộng y thì nó bằng 0 rồi. 0 mũ 2, 0, 2, 3 này. Cộng cho x trừ 2 thì x bằng 1 rồi. Mà trừ cho 2 thì nó chính là bằng trừ 1 mũ 2, 0, 2, 4. Tiếp tục y cộng 1 mà y lại bằng trừ 1 rồi. Vậy là y cộng 1 thì chính là bằng 0 mũ 2, 0, 2, 5. Vậy thì ta có đây bằng 0, đây bằng 0, đây bằng 1. Vậy kết quả M nó sẽ bằng 1 nhé. M nó sẽ bằng 1. Thì ta kết luận vậy M bằng 1 nhé. Vậy thầy trò chúng ta cũng làm xong một cái đề ôn tập giữa học kỳ 1 lớp 8 nhé. Theo chương trình sách giáo khoa mới. Nếu các em thấy thích thì hãy cho thầy một like, một share cũng như subscribe kênh YouTube Toán Thầy Tiến BMT để không bỏ lỡ những video học toán của thầy Tiến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em. See ya.